Audio Jungle. 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 Chào mọi người. Hôm nay mình lại trở lại với một clip điểm nhấn thứ hai sau cái clip kháng với cả giảm kháng đầu tiên. Vừa rồi thì mình có làm một vài clip PK để cho mọi người thứ nhất là giải trí, thứ hai là mang cái tính thuyết phục hơn. Không thì anh em lại nói là ông này không biết là mạnh hay yếu thế nào mà nói cứ như đúng rồi. Thế thì hôm nay mình lại trở lại với một clip điểm nhấn thứ hai mà mình làm. Những cái clip điểm nhấn này thì nó là cái tâm huyết của mình, nên là mọi người cố gắng là chú ý lắng nghe với cả theo dõi hết clip. Mình tin là nó sẽ mang lại những cái lợi ích, cái giá trị nhất định cho các bạn. Ở cái series điểm nhấn lần này thì mình nói về cách xây dựng từng môn phái. Đầu tiên sẽ là phái Thiên Long, chính là cái phái mình đang chơi đây. Ở phần 1 này thì mình sẽ bàn luận về ngọc, về tất cả các loại ngọc, từ đồ công đến đồ thủ, nên lắp các loại ngọc như thế nào và bao nhiêu viên, mình sẽ nói hết cho anh em nghe. Mình sẽ không giấu giếm điều gì hết. Mình sẽ vào vấn đề luôn để anh em không mất thời gian. Đầu tiên là chúng ta hãy đến với vấn đề là ngọc công, ngọc và đồ công. Đây mình sẽ mở cả thuộc tính của mình lên cho anh em xem cho nó dễ. Đồ công thì mình gồm có tất cả là một thần khí và 4 trang bị ở bên phải. Đây, 4 trang bị ở bên phải. Mình sẽ đến với cả cái hộ huyền đầu tiên. Đầu tiên là mình muốn nói với các bạn như thế này đã. Là có một cái câu hỏi là rất nhiều bạn đặt ra là Thiên Long nên đi một thuộc tính hay nhiều thuộc tính. Mình thấy rất nhiều người bạn hỏi câu này. Thì bạn phải hiểu là dù Thiên Long đi một thuộc tính hay là hai thuộc tính, ba bốn thuộc tính, thì cái số slot ép ngọc thuộc tính ở trên đồ của nhân vật nó cũng chỉ có từng đấy slot thôi, nên cái lượng đêm gây ra là như nhau, không khác gì nhau cả, không khác gì nhau. Ví dụ mình chỉ có 4 slot để ép ngọc thôi. Nếu bạn ép 4 viên băng công, một bạn ép 4 viên băng công, bạn khác ép 2 viên băng công, 2 viên huyền công chẳng hạn, còn một bạn khác nữa ép 1 băng công, 1 hỏa công, 1 huyền công, 1 độc công, thì lượng sát thương mà gây ra từ cái số slot đấy nó gây ra là như nhau, nó chẳng khác gì nhau cả. Vì nó chỉ có 4 slot đấy thôi nên nó không khác gì nhau, nên là dù bạn ép 1 thuộc tính, 2 thuộc tính, 3, 4 thuộc tính lên đồ của mình ấy, thì nó cũng gây tượng sát thương như nhau vì số slot chỉ có vậy. Nhưng mà bạn phải hiểu là nếu mà bạn càng nhiều thuộc tính thì bạn càng phải lo cái số lượng giảm kháng cho từng đấy thuộc tính, mà bạn biết là kháng với giảm kháng ở trong game này là rất quan trọng. Nên là theo mình nhá, bạn chỉ nên đi một thuộc tính thôi. Về ngọc bạn chỉ nên đi một thuộc tính thôi, để bạn tập trung lo giảm kháng cho cái thuộc tính đấy. Như vậy là hai slot đầu tiên ở trên đồ công bạn ép ngọc thuộc tính cho mình, và chỉ đi một thuộc tính, thuần một thuộc tính thôi. Các bạn đừng so sánh với cả top, bởi vì sao?
vì là những cái người tốt ấy, tại sao họ ép nhiều thuộc tính mà họ vẫn rất mạnh? Bởi vì sao? Bởi vì là họ tốt thì họ ngọc họ rất là cao, nên là họ chỉ cần một vài viên giảm kháng, một hai viên giảm kháng cho các cái thuộc tính của họ thì họ đã đủ để đánh rồi. Cái quan trọng là họ đánh với những người thấp hơn họ, nên là họ dù họ đi một thuộc tính hay nhiều thuộc tính thì họ vẫn rất mạnh và họ vẫn thắng được người ta. Nhưng nếu mà họ đánh với một người mạnh ngang họ thì cái lượng giảm kháng chia đều cho các thuộc tính của họ sẽ không đủ để giảm kháng đối phương được. Bây giờ mình ví dụ thế này cho các bạn hiểu là cùng một cái người đấy, họ tạo hai nhân vật khác nhau, số tiền bỏ vào cho hai nhân vật là như nhau, và một người đi nhiều thuộc tính còn một người kia đi thuần thuộc tính, thì mình khẳng định với các bạn là cái người thuần thuộc một thuộc tính đấy sẽ mạnh hơn là cái người nhiều thuộc tính. Nên là hai cái slot đầu tiên bạn ép cho mình ngọc thuộc tính cho mình. Đến cái slot thứ ba, đây mình bật cái này lên cho các bạn nhìn cho nó dễ. Slot thứ ba thì game họ chỉ cho chúng ta ép một là ngọc chính sát, hai là ngọc hội công. Thì các bạn nên ép gì? Các bạn ưu tiên hội công cho mình. Vì sau tất cả các loại ngọc liên quan đến thuộc tính ở game này thì hội công nó là cái ngọc thứ cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Vì game này hội công ra rất nhiều ở tất cả các phái. À mà ngọc hội công chính là ngọc chí mạng ấy, mình cứ quen dùng cái ở trên máy tính thì mình cứ nói là ngọc hội công. Ngọc hội công chính là ngọc chí mạng nhá, thì cái chí mạng ở trong game này nó rất là cao. Và phái nào cũng cao cả, chứ không riêng phái nào cả. Nên các bạn ưu tiên cho ngọc chí mạng cho mình. Còn ngọc chính xác ấy thì các bạn có thể ép khoảng, nếu các bạn cẩn thận thì các bạn ép khoảng 2 viên chính xác. Như mình thì mình bỏ luôn ngọc chính xác, mình ép toàn bộ hội công luôn, toàn bộ chí mạng luôn. Bởi vì Thiên Long thì có cái skin bách bộ xuyên dương là tăng 100% chính xác, nên là mình bỏ toàn bộ ngọc chính xác. Đến cái slot thứ tư thì nó phân làm như thế này. Nếu như bạn ngọc 4 trở lên, à không, nói về là ngọc dưới 4 đi. Nếu như bạn ngọc dưới 4, nghĩa là ngọc 3 hoặc ngọc 3-4, bạn ưu tiên ngọc giảm kháng cho mình. Đây như mình, bạn thấy là mình ép tất cả là rất nhiều ngọc giảm kháng. Mình ép tận 6 viên ngọc giảm kháng. Thậm chí là có một chỗ là mình đây, như cái dây chuyền này mình còn phải bỏ. Mình phải bỏ cả ngọc băng công đi để mình ép giảm kháng. Mình ép 6 viên giảm kháng. Nhưng đấy là với bạn ngọc 3 hoặc 3-4, nghĩa là ngọc dưới 4 như mình. Thế còn ngọc 4 trở lên thì sao? Ngọc 4 trở lên thì bạn có thể thay viên giảm kháng bằng viên chí mạng. Vì sao lại như vậy? Vì bạn nhìn ở đây, ở cái dòng này họ ghi là 8-9 vị trí trang bị khảm đá quý level 4 thì giảm kháng tất cả cộng 45. Nếu bạn full 4 bạn sẽ được cộng cái dòng giảm kháng tất cả 45 này. Đấy. Họ full 4 thì họ sẽ được cộng tất cả giảm kháng 45 này. Thì bạn có thể giảm được cái slot mà ép ngọc giảm kháng xuống và thay bằng chí mạng, bởi vì chí mạng trong game này cũng rất quan trọng. Thế còn lý do tại sao mà mình lại ép đến tận 6 viên giảm kháng thì mình sẽ tính cho bạn xem. Đây, ngọc thuộc tính của mình đây. Đồ thuộc tính của mình đây. Mình sẽ tính cho bạn xem nhé. Ví dụ như là bạn mình là giảm kháng, mình chơi băng công đi, mình là giảm kháng băng đi.
thì bạn phải tính được cái lượng kháng băng của các đối thủ là bao nhiêu, thì bạn sẽ tính xem lượng giảm kháng của các bạn sẽ phải cần bao nhiêu. Mình sẽ tính luôn cho các bạn xem đối thủ của bạn. Đầu tiên mình sẽ không nói đến phụ thể. Vì sao? Vì nếu bạn ép giảm kháng ở phụ thể, ví dụ giảm kháng băng ở phụ thể đi, thì đối thủ cũng sẽ ép kháng băng ở phụ thể. Vậy thì coi như là, nghĩa là có thể thôi, có thể họ cũng sẽ ép kháng băng của phụ thể. Thì mình cứ coi như là như vậy, thì hai cái đấy nó triệt tiêu cho nhau. Nên mình coi như mình không tính cái lượng giảm kháng ở phụ thể nữa. Mình chỉ tính cái lượng kháng ở phụ thể nữa. Mình chỉ tính cái lượng kháng ở đồ với ngọc thôi. Đầu tiên mình tính cho các bạn xem. Đầu tiên là họ sẽ có, đây, họ khi họ đạt cường hóa 50 thì họ sẽ kháng tất cả 45. Nghĩa là bạn, người ta sẽ có 45 điểm kháng này, cộng với cả ngọc. Ngọc thì thường thì họ cứ cho là họ ép cứ cho là họ ép 2 viên 4, 2 viên ngọc 4 kháng băng vào đồ đi. Thì nghĩa là 1 viên 4 kháng băng, bạn thấy xem ở đây là cộng 29, mình cứ cho là cộng 30 cho tròn nhé. À thôi, cái rồi 29 được, 29 2 viên kháng băng là bao nhiêu? 2 viên kháng băng mình sẽ tính cho các bạn xem luôn đây giờ. Đợi mình chút. 45 này. Ở cái đồ cường hóa tất cả 50 là cộng 45 đúng không? Cộng với cả 29 1 ngọc 4 này, cộng với 29 1 ngọc 4 nữa này, là bằng 103. 103, bạn cộng thêm cho mình cái số kháng băng ở đồ nữa. Ở đồ thì bạn biết rằng cái mũ nó chính là cái mà có dòng kháng băng. Đây mình sẽ xem cho các bạn xem cái mũ của mình. Cái mũ đây, cái mũ của mình đây. Cái mũ của mình rất là khùi, kháng băng cộng có 13 thôi. Thế thì mình cứ cho là người ta là kháng băng cộng 17 đi, cho nó tròn đi. Vì là đồ người ta mình không biết thế nào, mình cứ cho là kháng băng cộng 17 đi. Thì mình cộng 17 ở đây. Có người người ta kháng băng rất là cao các bạn ạ. Nếu mà người ta mà đồ tím hoặc là đồ cam ấy, đồ cam thì họ kháng băng của họ lên đến tận 5 mấy, 6 mấy cơ. Thế còn đồ tím thì họ cũng phải lên đến 30. Đấy. Nhưng mà mình cứ cho là 17 là thấp đi. Đây thì là họ sẽ có kháng của bạn tất cả là 120 điểm. Nghĩa là bạn muốn lượng sát thương 100% vào đối phương thì kháng của bạn, thì giảm kháng của bạn cũng phải ngang với kháng của đối phương, nghĩa là giảm kháng của bạn phải là 120 điểm. Đó. Mà bạn thấy là mình ép tất cả là 6 viên giảm kháng rồi, mà lượng giảm kháng của mình ở đây, giảm kháng băng của mình ở đây mới có 112 điểm. Nghĩa là mình 112 điểm mình phải trừ đi cái phụ thể của mình nữa nhé. Vì lúc nãy mình chưa tính, không tính phụ thể mà. Không tính phụ thể. Thì bạn xem đây là phụ thể của mình đây này. Giảm kháng băng của mình đâu? Giảm kháng băng của mình được có 16. Đây. Phụ thể của mình giảm kháng băng được có 16 điểm. Thì mình trừ đi 112 mà trừ đi 16 là còn bao nhiêu? Mình hơi lười tính nhưng các bạn thông cảm. 112 trừ đi 16 này bằng 96, nghĩa là giảm kháng của mình chưa tính phụ thể, còn phụ thể triệt tiêu với cả đối phương thì mình không tính vào, thì mình chỉ có 96 điểm giảm kháng băng thôi. Mà mình lúc nãy mình tính là mình cần phải có 120 điểm giảm kháng băng đúng không? Thì 120 trừ đi 96, mình vẫn còn thiếu 24 điểm giảm kháng băng nữa các bạn. Nghĩa là mình coi như là mình phải thiếu, mình vẫn thiếu một viên giảm kháng băng nữa, 3 nữa thì mình mới đủ cái lượng giảm kháng băng để gây 100% sát thương thuộc tính vào đối phương. Đấy, mình tính cho các bạn như vậy.
Nhưng mà mình cũng không quá cầu toàn là phải gây 100%, mình cứ gần 100% cũng được. Nên là mình cứ để cái mức giảm kháng băng này là 112 thôi. Sau đó thì mình sẽ nghiên cứu dần dần để mình lên dần. Bởi vì là tương lai có thể mình còn lên ngọc 4, full 4 cơ mà. Nên là mình cứ để đấy rồi sau đó thì mình sẽ tính dần. Nên là các bạn thấy là trong túi của mình bao giờ mình cũng để lại cái số lượng vàng khóa là mình sẽ để lại một ít vàng khóa để mình dự phòng cho những cái lúc mà mình cần thay đổi. Đấy. Cái account này của mình thì rất là cùi nhá, mình nạp chỉ có 300.000 thôi chứ không phải là người nạp nhiều đâu. Đấy. Và mình lại còn rất lười hoạt động. Ở đây các bạn có thể thấy là các hoạt động ngày hôm qua của mình vẫn còn cả đống hoạt động ngày hôm qua không làm. Và đang tìm cách để nhận lại được cái hoạt động đấy. Và từ đầu chơi game đến giờ thì mình cũng chưa bao giờ trên 3.000 quái cả. Đây các bạn xem này. Lúc nào mình cũng phải nhận bồi thường rèn luyện. Đây hôm qua còn 3.000 quái chưa diệt đây. Hãy chọn một cách bồi thường kinh nghiệm. Nên là mình rất là lười. Lười hoạt động và lười trên. Đấy, nhưng mà cái lười này nó cũng phải có kinh nghiệm. Thì nếu các bạn nào có nhu cầu thì mình cũng sẽ làm một clip đặc biệt để nói về, để dành cho các bạn lười giống mình là chơi như thế nào để cho nó đỡ bị thọt quá so với cả server. Tất nhiên là các bạn cũng sẽ vẫn bị thọt thôi. Ví dụ như là level của mình thì level của mình rất là thấp và lực chiến của mình cũng rất là thấp, nhưng không có nghĩa là mình yếu. Các bạn phải hiểu đấy, level bạn thấp, lực chiến bạn thấp không có nghĩa là bạn yếu. Mà thực lực bạn phải nhìn thấy là lên lôi đài, thực lực thì mới được chứng tỏ. Đấy, thì nghĩa là nếu bạn nghĩ là 6x mà không thắng được 7x là rất là sai lầm, hay là 5x không thắng được 6x là rất là sai lầm. Bởi vì nếu mà bạn đi theo con đường đúng ấy, thì bạn có thể thắng được người hơn mình gần cả 100.000 lực chiến là bình thường. Nên là bạn cứ yên tâm là bạn chỉ thọt level với cả lực chiến so với họ thôi. Còn nếu bạn đi đúng đường thì bạn sẽ không yếu đâu. Bạn không phải ngại cái điều đấy. Mình trở lại với cái vấn đề lúc nãy. Bởi vì là vừa rồi là cái máy của mình nó hết bộ nhớ. Đang quay hết bộ nhớ. Lúc nãy mà mình nói về vấn đề gì nhỉ? Mình đã nói xong về vấn đề cái slot thứ tư là các bạn nên ép gì rồi. Các bạn chọn giữa giảm kháng và chí mạng. Nếu các bạn là dưới ngọc 4 thì nên chọn giảm kháng, ưu tiên giảm kháng. Còn nếu các bạn từ 4 trở lên thì các bạn vì có cái dòng giảm kháng tất cả cấp 45 này, khi các bạn full ngọc 4 thì các bạn sẽ lúc đấy các bạn có hai lựa chọn. Một là các bạn vẫn đi theo giảm kháng, hai là bạn sẽ thay một số giảm kháng bằng chí mạng. Nghĩa là bạn sẽ giảm bớt số lượng giảm kháng đi để ưu tiên về chí mạng, bởi vì chí mạng trong game này cũng rất là quan trọng. Nó nhảy đêm rất là kinh. Về đồ công mình đã nói xong. Giờ đến thần khí. Thần khí thì có các bạn có 4 slot. Thì slot đầu tiên, mình bật cái này cho dễ nhìn. Slot đầu tiên thì bắt buộc bạn phải ép ngọc máu rồi. Đến slot thứ 2 và slot thứ 3 thì bạn là ép ngọc thuộc tính cho mình. Cái slot thứ 3 này thì các bạn có thể cân nhắc giữa ngọc thuộc tính và ngọc giảm kháng. Bạn tính toán theo cái cách mình tính lúc nãy ấy, để ra được cái kháng của đối thủ thì bạn sẽ biết là bạn có thiếu ngọc giảm kháng hay không, để bạn có thể thay ngọc thuộc tính và giảm kháng vào. Ở đây thì mình vẫn để ngọc thuộc tính. Dòng thứ 4 thì cũng như mình nói lúc nãy là nếu bạn dưới ngọc 4 chẳng hạn thì bạn
nên ưu tiên cho ngọc giảm kháng. Như mình là mình ép ngọc, vẫn ép ngọc giảm kháng. Còn nếu bạn phun 4 trở lên thì bạn có thể cân nhắc giữa chí mạng này và giảm kháng. Ok, giờ đến đồ thủ. Đồ thủ bạn có tất cả là 4 slot. Slot đầu cũng là game nó chỉ cho ép máu thôi thì bạn ép máu. Slot thứ hai game nó chỉ cho ép né tránh thôi thì bạn ép né tránh. Đến slot thứ ba là game chỉ cho ép ngọc kháng thì bạn chọn loại kháng nào. Chọn loại kháng nào nhé, thì cái này các bạn cũng phải tính ra. Các bạn tính như thế nào? Đấy, mình sẽ tính cho các bạn xem là cái số lượng ngọc kháng của bạn này nên là kháng gì và số lượng kháng là bao nhiêu cho đủ. Thì bạn muốn tính được cái điều đấy, bạn phải tính được cái giảm kháng của đối phương. Ví dụ một phái thuần thuộc tính đi, như là Tiêu Dao, Thiên Sơn với Nga Mi trước đi, thì ở thần khí của họ sẽ có cái giảm kháng 62, cấp 62 là cộng tất cả là 45. Ở Thiên Long chỉ có 12 thôi, nhưng mà mình phải tính cái số cao là cái số 45, là cái số mà các phái kia họ có, thì họ có 45 điểm giảm kháng cộng với cả phụ thể của họ. Phụ thể của họ thì mình cứ để đấy đã. Mình cứ để đấy đã nhá. Mình chỉ tính riêng cái dòng cộng giảm kháng tất cả 45 này, họ chưa ép ngọc kháng nào cả. Mà bạn muốn kháng 100% cái thuộc tính của đối phương và người bạn thì số lượng giảm kháng của bạn phải là bao nhiêu? Bạn phải lấy 45 cộng với 100 điểm lên là bạn phải có 145 điểm kháng. Như vậy là chỉ riêng thần khí của đối phương thôi là chúng ta đã phải kháng 145 điểm rồi, nếu như muốn kháng 100% sát thương của người mình. Thế còn các chỉ số ở các vị trí khác như kiểu là ngọc giảm kháng hay là phụ thể thì chúng ta cứ để đấy đã, bởi vì là lo 145 điểm kháng đã không phải đơn giản rồi. Các bạn cứ đạt 145 điểm kháng đã, rồi chúng ta sẽ lại tính các chỉ số khác tiếp theo. Cái vấn đề phụ thể thì mình sẽ nói ở trong một clip khác, bởi vì vấn phụ thể với Thiên Long thì nó cũng rất là phức tạp chứ không phải là đơn giản. Ở mỗi mức ngọc thì chúng ta lại dùng một phụ thể khác nhau nên mình chưa nói về phụ thể vội. Và bạn thấy là mình dù đã ép khá nhiều ngọc 4 và chia đều khá nhiều ngọc 4 về kháng ấy, khá nhiều ngọc 4 về kháng ấy và chia đều cho các chia đều cho các kháng khác nhau, thì cái thuộc tính của mình đây, bạn thấy là kháng băng của mình chỉ có kháng băng với kháng huyền là mình mới đạt được cái tiêu chuẩn là 145 điểm như lúc nãy mình nói, mà mới chỉ là ở cái cộng thuộc tính thôi. Họ sẽ còn cộng ở ở ngọc nữa, họ sẽ còn cộng ở ngọc nữa. Tất nhiên cái lượng mình thấy cái lượng ngọc giảm kháng ở server hiện tại họ không ép ngọc giảm kháng quá nhiều, nhưng tương lai có thể họ sẽ kháng nhiều ngọc ép giảm kháng nhiều hơn. Thì bạn sẽ phải tăng cái kháng. Nói chung mình không cầu toàn là phải kháng 100% đối phương, bởi vì là điều đó là cũng không phải dễ, rất là khó. Nhưng mà mình kháng được từng nào hay từng đấy. Và ngọc kháng thì các bạn đã tính ra được là kháng gì rồi, dựa theo cái cách mà mình vừa nói. Cái slot thứ tư ấy thì rất nhiều bạn ở đây là ép ngọc máu. Theo mình là không nên, vì bạn phải hiểu là một viên ngọc máu 4 mình được cộng có 4.000 máu, mà một skin của mỗi phái ấy, thì cái lượng sát thương gây ra nếu mà còn nhảy crit nữa ấy, nghĩa là nhảy chí mạng ấy, nó phải lên đến mấy chục nghìn máu, nên là cái 4.000 máu kia nó không giải quyết vấn đề gì cả. Bạn bỏ cái ngọc máu ở cái slot 4 cho mình và thay bằng ngọc kháng cho mình. À,
Đấy, kháng gì thì bạn dựa vào cách tính như mình nói lúc nãy để các bạn tính ra. Bạn có thể ép một loại kháng để kháng một đối thủ nào đấy, hay hai loại kháng kháng đối thủ đấy. Như mình thì mình ép đều tất cả các loại. Mình ép đều tất cả các loại vì là mình PK thì mình cứ PK bừa, nên là phái nào mình đánh hết, nên là mình kháng hết. Vấn đề đồ thủ đã xong. Cuối cùng là đến ám khí. Ám khí thì slot đầu tiên cũng vẫn là ngọc máu, vì game họ chỉ cho như vậy. Slot thứ hai vẫn là ngọc thuộc tính, vì game họ cũng chỉ cho như vậy, không cần để bàn nữa. Đến slot thứ ba thì có ngọc máu và ngọc kháng giữa hai lựa chọn. Bạn cũng bỏ máu cho mình, vì như mình nói lúc nãy ấy, bạn có thêm mấy nghìn máu nó không giải quyết vấn đề cả. Bạn cứ mạnh dạn bỏ ngọc máu đi cho mình, mà bạn tăng bằng ngọc kháng. Vì mình đã đi theo con đường kháng với giảm kháng này rồi ấy, thì bạn phải tập trung kháng toàn bộ cho mình, kháng được từng nào hay từng đấy. Bạn yên tâm là bạn kháng nhiều bạn sẽ rất là mạnh, bởi vì là đối thủ không thể giảm kháng hết của các bạn được, thì lúc đấy các bạn sẽ cái lượng sát thương vào người mình ấy nó sẽ giảm rất nhiều. Cái slot thứ tư thì giữa né tránh và ngọc kháng thì đương nhiên là mình đi ngọc kháng rồi, vì cái né tránh ở trong game thực sự đến thời điểm này mình thấy né tránh ở trong game nó cũng chưa phát huy được tác dụng nhiều. Mình thấy chưa tác dụng nhiều, nên mà mình đã đi theo con đường kháng này rồi thì mình cứ tập trung vào ngọc kháng thôi. Đó. Như vậy là mình đã kết thúc được cái vấn đề về ngọc cho các bạn. Và các bạn có thể tự tính ra được cái lượng kháng và giảm kháng của mình là bao nhiêu để có thể ép lên đồ. Còn về ngọc thuộc tính gì thì các bạn cũng nên, như lúc mình nói lúc đầu, các bạn nên đi theo ít thuộc tính thôi. Về ngọc ấy, bạn nên đi một thuộc tính. Và nếu bạn thích phá cách thì bạn đi hai thuộc tính, chứ đừng có đi 3-4 thuộc tính làm gì. Nó không giải quyết vấn đề gì cả, bởi vì số slot ép thuộc tính nó chỉ có vậy thôi. Nó không khác gì nhau cả, lượng đêm lên nhau là như vậy. Nhưng mà nhiều thuộc tính thì các bạn phải lo nhiều giảm kháng, rất là mệt. Bạn càng ít thuộc tính, càng ít thuộc tính thì các bạn càng đỡ phải lo giảm kháng nhiều. Vấn đề về ngọc thì mình kết thúc ở đây. Những clip tiếp theo thì mình sẽ làm dần về đồ, phụ thể, pet, ám khí. Thì các bạn sẽ để ý sẽ thấy là mình sẽ đi ngược lại với toàn bộ số đông. Chắc chắn là mình đi ngược lại với toàn bộ số đông. Và mình đi ngược lại họ ở cái gì, ở số đông cái gì. Ví dụ đồ mình sẽ đi ngược lại, pet mình đi ngược lại, và phụ thể mình cũng sẽ đi ngược lại. Và mình đi ngược lại ở cái gì và tại sao mình lại đi ngược lại như vậy, thì các bạn chờ đón ở các clip tiếp theo. Các bạn ấn vào cái nút đăng ký ở phía dưới, và có cái chuông bên cạnh ấy, các bạn bật cái chuông đấy lên, thì khi mà mình có clip mới thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn. Clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.